Yeah. Hello, Công Lan xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Hôm nay trời mưa to lắm, Công Lan ở nhà thôi. Dượng của anh Tiết là có cho Công Lan và anh Tiết thưởng thức thịt lai rừng dượng săn được, ăn rất là ngon. Đó, vậy là hôm nay Công Lan sẽ nấu thịt lai để cho cô chú anh chị và các bạn cùng coi. Bông Lan đã chuẩn bị tất cả trên đây rồi. Giờ mọi người cùng xem Bông Lan nấu như thế nào nha. Thơm thơm của chanh ăn ngon bá cháy luôn á. Hai trái thôi. Nó hột nó sẽ ngọt thôi. Mình giã xong mình được cái hỗn hợp này, cái giờ mình ướp vô thịt này. Ướp vô. Rồi, ướp vô, nhiều quá nó mặn. Rồi. Nếu mà các bạn nào thích cái hương vị tự nhiên của thịt rừng á, thì mình sẽ hạn chế nêm nếm gia vị thôi ha. Mình ăn cái vị tự nhiên rất là ngon. Bởi vậy á, Bông Lan rất là không thích mà khi mình ăn cái món thịt rừng mà mình nêm quá nhiều gia vị rồi vàng vàng đỏ đỏ, nó mất hết cái chất tự nhiên của thịt rừng. Đây, đấy, Bông Lan chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Đó, xong ha. Giờ Lan sẽ làm nước chấm nước mắm cay với lá é. Cái lá này này các bạn, lá thơm á. Đó, dạ với ớt rồi, ớt vườn không này. Ớt vườn á, ngon lắm, ớt này thơm.
ăn cảm giác lạ lạ, mặn mặn ngọt ngọt, cay cay thơm thơm. Ăn thịt rừng thì rất là ngon á. Đấy, ăn tiếp là bị ho. Bị ho rồi mình cũng làm ít ớt thôi. Hai trái rồi ha, mấy trái anh? Ba trái. Ba trái nha. Đó, anh tiếp bị bệnh phổi mà các bạn. Không ăn cay được nhiều đâu, không không có tốt cho sức khỏe. Đây, lá luôn. Đấy, cái lá này rất là tươi. Rồi xong. Rồi mình làm thêm đây, bột ngọt đi. Bột ngọt thôi được rồi, không cần đường đâu. Bữa bác gái giã cái này với bột ngọt thôi là đủ ngon rồi. Nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng thích ăn chút đường. Lan ăn ngọt quen rồi. Ok. Rồi, giã thôi. Giã thôi. Ít thôi. Cái nước chấm này mình chấm mình quậy ông này luôn cho nó đều ha. Rồi, để các bạn coi cái kết quả của nước chấm này. Đây. Đó. Xanh xanh, bạc xịt. Nếu mà bạn nào ăn được cay á, thì bỏ nhiều ớt vô cũng ngon hơn á. Đây là mình xào mềm, mình sẽ xào rất là nhanh. 1 phút 30 giây thôi. Đó. Ngâm tay, ngâm tay. Chắc thịt này giống kiểu thịt bò ha. Bánh thịt bò. Xào lửa to nha các bạn nha. Rồi xong. Chào tất cả mọi người nha, mọi người có khỏe không? Nói chung hôm nay Bông Lan làm món thịt nai. Mọi người ở đó ăn vợ nha. Xin mời mọi người ăn, ở đó ăn vợ. Thịt nai giống thịt bò ha. Mình nhìn cũng hấp dẫn hơn thịt bò. Chấm cho em luôn. Thử nào. Cái mùi lá é, cái mùi lá chanh ngon á. Ngon không mọi người? Rất là ngon. Các bạn ăn thịt nai chưa các bạn? Thịt rất là ngon. Mấy cái này mưa quá. Nói chung là video mình cũng sắp sửa ra rồi các bạn nha. Nói chung thì hôm nay thì Bông Lan làm thịt nai. Đấy. Mà mốt quay video cho các bạn xem mình rồi các bạn nha. Cảm ơn em. Ăn đâu rồi? Ăn rau luôn chứ. Ăn rau gì lên, ăn rau cho nó vitamin A, vitamin C các bạn nha.
cảm giác đói bụng ăn rất là ngon một lần. Ngon không? Nói thiệt chứ các bạn, đã là món rừng món gì cũng ngon hết đó. À, chấm nè, ăn. Ăn rất thơm. Rất thơm. Ăn như vậy. Các bạn ăn gì chưa các bạn? Nếu giờ này không tâm sự với nhiều với các bạn, mình cũng nhớ các bạn quá. Bông Lan cũng cố gắng ra video cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn Bông Lan. Để mưa ăn ngon nha. Rất là ngon các bạn ơi. Cái này thịt nai đường các bạn. Chú gì to thế? Không lấy chú gì to thiệt chứ. Ăn không ăn?